cái bàn này là nó ở ngoài Vũng Tàu á, nên nó bán về vấn đề hải sản là rất là nổi tiếng. Sau đầu nó mới phát triển ra Phan Thiết, rồi nó đem cái bàn đi cái bàn từ ngoài bên đó về luôn cho ai biết. Đây đây bàn này có nhiều chứ. Ông sao ạ? Ai ba? Chị nữa.
Vâng. Nhảy lên đi. Ngã hết người ra. Kéo cả về đít to kìa. Thank you.
cháu ngồi đây. Ai đó ngồi đây. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chị Khánh Phát sẽ hàn hồn cùng gắng thêm lá cơm. Chưa được nhận quà nhưng mà
Nào có con nào có giải giải nhất khi nhận quà lên đây. Con giải mấy? À con lên đi. Con lên đi. Hả? À, có giải 4, con lên đi. Vâng, bây giờ tất cả mọi người xin một tràng vỗ tay. Đây là giải nhất, nhì, ba, bốn. Thế còn là những con mà giải 5 trở xuống, mời con lên hết đi. Nào là các con giải 5 trở xuống, lên hết đi. Yên tâm, giải 4 sẽ có giải cao hơn. Nào cho giải mấy, giải 5 mà lên luôn. Không có giải cũng lên luôn. Đây, không có giải lên luôn. Lên không có giải lên luôn, lên hết. Thưa các bạn, chúng ta đã có một số trò chơi. Hiện nay là các con có những con được giải nhất nhì ba, có những con được giải bốn sáu, và có những con là chưa được giải. Sau đây xin mời lãnh đạo và các